Thư viện là nơi yên tĩnh nhất trong trường. Im lặng nào. Nhưng mới nhìn vậy thôi, cô thủ thư với thế giới âm nhạc của riêng mình dưới gầm bàn. Bài hát yêu thích của mình. Hãy thêm vài hiệu ứng đặc biệt nha. Cha, bạn có thấy không Jules? Có vẻ như có ngôi sao nhạc rock thật sự sống bên trong cô gái trầm lặng này. Con đạt điểm F ư? Không thể tin được mà. Con phải cải thiện ngay. Ngồi đây và học bài. Và không nói chuyện gì nữa nha. Bla bla bla. Chán quá đi. Nhưng các video Trum Trum yêu thích rất thú vị. Không bí mật. Thú vị đây. Nè Barbara, xem nè. Sẽ như thế nào nếu chúng mình cũng có căn phòng bí mật nhỉ? Phải kiểm tra thôi. 1, 2, 3. Thôi không, chạy ngay đi. Mình đã không mong đợi điều này. Nè, mình có ý tưởng tuyệt vời đây. Có đủ chỗ dưới bàn cho cả hai chúng mình đó. Chúng mình sẽ có phòng sở thích của riêng mình. Hãy bắt đầu với bản thiết kế nào. Căn phòng trong mơ của Julia thật táo bạo và nguy hiểm. Và Barbara nhìn thấy mọi thứ qua cặp kính màu hồng. Đồ chơi và đồ trang trí dễ thương. Tuyệt vời. Xong rồi, mình đúng là thiên tài. Nóng lòng muốn xem quá à. Đã đến lúc phê duyệt thiết kế của căn phòng tương lai rồi. Mấy thứ đáng yêu này là gì đây? Em à, đến lúc phải trưởng thành rồi. Vậy hả? Đây, nhận lấy nè. Em bắt đầu trước đó nha. Không, là chị mà. Bức vẽ ngu ngốc của em đây. Nếu... đúng rồi, chúng mình sẽ chia phòng làm đôi. Nhìn nè Julia, bây giờ tất cả mọi người đều vui. Mặc dù... được rồi, đồng ý. Yeah, chúng mình đã đạt được thỏa hiệp. Giờ thì làm thế nào? Tấm thảm dễ thương sẽ nâng cao tinh thần của bạn và tạo ra bầu không khí ấm cúng. Và bây giờ, hãy treo tấm rèm lên. Và băng dính hai mặt sẽ có ích nha. Chà, quá dễ. Cuối cùng, chị sẽ không phải nhìn thấy em. Nè, không hài hước đâu. Julia rất thích siêu anh hùng. Xin chào người nhện. Chào mừng bạn đến nhà mới nha. Và để chiếu sáng, mình có dải đèn LED đây. Barbara rất thích gam màu pastel. Nên chọn màu gì nhỉ? Thật hoàn hảo. Đèn lớp đây. Trời ơi, đúng thứ mình đang tìm luôn. Chuyện gì đang xảy ra ở đằng kia thế nhỉ? Đó là Julia đang cố gắng ép chiếc tivi vào. Để em giúp chị nha. Đúng vậy, vừa khích luôn nè. Giờ ai đó có thể chơi trò chơi điện tử cả ngày. Và với Barbara, phụ kiện xinh xắn là cực kỳ quan trọng. Thật là dễ thương. Không bao giờ là quá nhiều ánh sáng cả. Mình cần Kishimishi yêu quý. Nè chị, con heo đất nói rằng đến lúc đi kiếm vài món đồ rồi đó. Siêu thị Trum có rất nhiều đồ ngon. Nào, lấy bất cứ thứ gì mà em muốn đi. Chúng mình vẫn còn rất nhiều chỗ trong giỏ hàng. Có vẻ như họ sẽ mua toàn bộ cửa hàng luôn đó. Tuyệt vời. Mình thích khoai tây chiên và kẹo dẻo. Này Jules, chị có chắc chúng mình có thể ăn nhiều như vậy không? Hãy bình tĩnh đi. Này, gói này của chị mà. Nhưng em đã nhìn thấy nó trước. Trả lại ngay. Này không phải là để bán. Dù sao, chúng mình có dịch vụ tự thanh toán. Và mình sẽ nghỉ một chút. Có vẻ như có nơi thư giãn bí mật ở dưới quầy. Tốt hơn rồi nè. Này, cô nàng đâu rồi ta? Hãy trả tiền mua hàng đi. Làm thật thư giãn. Vâng, và bức tường pháp ít rất đỉnh. Chưa kể đến toàn bộ sưu tập sushi. Ít nhất bây giờ, ai đó đã trở lại đúng hướng. Thật không dễ dàng để trở thành nhân viên thu ngân mà. Bạn đây rồi, bảo bối của mình. Nặng quá à. Chào bạn. Mình nghĩ mình sẽ bắt đầu với khoai tây chiên hoặc nước Fanta. Thật hoàn hảo. Nè, mùi gì thơm vậy ta? Chị cũng muốn ít khoai tây chiên hả? Đây nè. Là cây mọng nước. Được rồi chị à, tự nhiên đi. Cảm ơn nha. Chia sẻ thật tuyệt vời, phải không Jules? Thành thật mà nói, đúng vậy. Đồ đã có đủ ở đây, có nghĩa là chúng mình có thể thưởng thức game yêu thích của mình rồi. Có vẻ như nơi bí mật đã mang hai chị em rất khác nhau đến với nhau.
Thư giãn là tuyệt vời, nhưng chúng mình không có ngày nghỉ nào cả. Huấn luyện viên Alex sẽ không để cho các chị em yên đâu. Cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Mình không thể làm điều này nữa. Làm tốt lắm Julia, giờ chúng mình hãy bắt kịp tốc độ. Giờ đổi chỗ cho nhau. Nào, bạn đang làm gì vậy? Đi thôi. Và 1, 2, 3, 4. Cứ như vậy. Giúp, giúp em. Nhưng thực tế, sâu bên trong huấn luyện viên Alex là người làm vườn nghiệp dư. Tất cả thứ anh bạn quan tâm là duy trì khu vườn của mình. Và bây giờ, mình sẽ chụp một bức ảnh lên Instagram. Hôm nay xong xuôi rồi, mình nghĩ cũng đủ rồi đó. Nè, xin chào. Au, còn ai ở đây nữa ta? Là bạn ngư, thẻ đây. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi tập tiếp theo. Ly cốc thai giải khát thì sao nhỉ? Làm ơn cho mình gọi Caribbean Isles. Mình cũng vậy. Của bạn đây quý cô à. Đồ uống của bạn. Và người pha chế nghèo chỉ có thể mơ về kỳ nghỉ trên đảo. Một ngày nào đó, mình chắc chắn sẽ đi đến một nơi nào đó thật tuyệt vời. Công việc này thật mệt mỏi. Thật tuyệt khi có bồn thư giãn bí mật siêu đỉnh bên dưới quầy bar. Món ăn nhẹ nhiệt đới. Và em nói với anh chàng. Này anh bạn, mình nghe nói bạn là nhạc sĩ. Đến lúc cho bữa tiệc mùa hè. Đã đến lúc phát trực tiếp trên bãi biển nào. Nè các bạn, mình đang đi dạo trên bãi biển. Và âm thanh của cây đàn Hawaii sẽ khiến cho bất kỳ ai có tâm trạng lạc quan. Đến lúc suy nghĩ về cách để có niềm vui rồi. Máy chơi game, đúng thứ còn thiếu. Barbara không bị bỏ lại phía sau. Wow, mình rất thích bộ ấm trà này. Hãy bắt đầu trò chơi. Nào. Chơi với nửa màn hình không phải là ý kiến hay. Chiến đấu mù quáng thật bực bội mà. Không được nhìn trộm. Ôi trời, thua rồi. Còn cái gì để làm không đây? Phi tiêu, sao mình quên được nhỉ? Suýt trúng hồng tâm. Hãy thử lại. Barbie là biểu tượng thời trang thật sự. Và bức ảnh chị em của chúng mình cần nơi tốt hơn. Các vị khách đến rồi, có thể bắt đầu tiệc trà được rồi. Julia và Barbara là bậc thầy về ngụy trang. Nhưng lần này đã xảy ra sự cố. Bạn biết quy định mà, không được ăn kẹo. Bây giờ bỏ tất cả mọi thứ bạn có ra. Mình sẽ tịch thu đồ ăn vặt này nha. Đến thẳng ngôi nhà bí mật của mình. Và giờ, hãy kiểm tra kiến thức của bạn. Bình tĩnh nào các bạn, Ashley sẽ cứu bạn. Cô bạn có hầm dữ liệu bí mật với các câu trả lời đúng ở nơi ẩn náu của mình. Và ông William có vẻ hào hứng với điều đó. Cây bút rơi mất rồi. Cuối cùng cũng được ăn đồ ăn vặt. Trái cắm lúc nào cũng ngọt nhất. Mình thích khoai tây chiên. Bài kiểm tra sắp kết thúc rồi. Này Ashley, nhanh lên đi. Sắp xong rồi. Và thầy William đã thực sự bị cuốn đi. Này các cô gái, các phao thi đã sẵn sàng. Có vẻ như ai đó đã bị bắt quả tang. Đầu tiên là đồ ăn và bây giờ là cái này. Hai người đến văn phòng hiệu trưởng ngay. Ngày hôm nay thật tệ mà. Mình sao vậy nhỉ? Mình sẽ cười mất. Mình cũng vậy. Cuộc gặp gỡ với hiệu trưởng trường học luôn luôn đáng sợ. Bạn cư xử rất tệ ở trong lớp. Là lỗi của Julia. Không, là lỗi của Barbara. Nhưng là ý tưởng của chị mà. Im lặng đi. Mùi gì lạ nhỉ? Không biết nữa. Có vẻ như hiệu trưởng cũng có ngôi nhà bí mật của riêng mình á. Anh chàng luôn mơ ước được mở quán ăn của riêng mình. Không có gì để xem ở đây cả. Điền vào cuốn sách này và mang nó lại ngay. Suýt thì cháy rồi. Giờ hãy thêm bánh kẹp nha. Nóng quá. Và một ít tương cà. Quá đỉnh. Mình yêu xúc xích. Ngon. Bữa trà tối là món mà mẹ thích nhất. Con gái, hãy đến bàn nào. Chúng ở đâu nhỉ? Mình hy vọng mẹ không phát hiện ra.
Mình hy vọng chúng mình sẽ thoát. Con làm gì ở đây vậy? Đúng là cô gái ngoan của mẹ. Mẹ sẽ không làm phiền nó đâu. Làm tốt lắm. Chúng mình làm được rồi. À, vì tối nay mình uống trà một mình. Ồ, hình như mẹ cũng có nơi bí mật của riêng mình. Bạn nghĩ có thể có gì trong đó vậy?